Trạm Thần tập 20, Viêm Mạch Địa Long chúc các bạn xem video vui vẻ. Giọng nói vừa dứt, anh ta giơ tay chỉ nhẹ xuống mặt đất, những đám mây đen tích tụ trên bầu trời như sống lại, tạo thành một khuôn mặt quỷ dữ khổng lồ, trong đó còn có những tia điện dày đặc nhấp nháy, cầm rú lao về phía mặt đất. Khuôn mặt quỷ điện đâm vào mặt đất đã trở thành đống đổ nát, hoàn toàn nhấn chìm bóng dáng viên cương trong đó. Thần khư của ta có thể biến mọi ác mộng thành sự thật, trong tầng ác mộng thuộc về ta này, ta chính là chủ tế thế giới, người không thể thắng ta được ngôn ngữ mỉm cười nói tia điện và mây đen tan đi viên cương đầy thương tích đứng trong hố sâu mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn thẳng lưng anh ta ngẩng đầu nhìn ngôn ngữ trên bầu trời với vẻ tức giận trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu gợn sóng màu vàng lan tỏa anh ta giống như một chiến thần ngay lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai ngôn ngữ anh ta hơi ngạc nhiên nhớ mày ánh mắt lại đổ dồn về phía viên cương không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn thôi hôm nay chơi đến đây thôi ngôn ngữ tùy ý vung tay thế giới xung quanh vỡ vụn từng mảnh bóng dáng anh ta dần dần nhạt đi viên cương chỉ cảm thấy mình đột nhiên mất trọng lượng tinh thần đột ngột rơi xuống âm uhm. bóng dáng anh ta nặng nề ngã xuống bên ngoài lều mưa xối xả trên khuôn mặt đầy vết máu của anh ta anh ta đột ngột đứng dậy nhìn xung quanh núi tân nam vẫn còn đó lều chỉ huy tạm thời vẫn còn đó mây đen trên bầu trời vẫn còn đó trận chiến lớn trước đó với ngôn ngữ giống như một cơn ác mộng anh ta cúi đầu nhìn cơ thể mình phát hiện vết thương vẫn còn Nói cách khác, nếu anh ta chết trong cơn ác mộng đó, thì thực sự đã chết. Trưởng quan, là trưởng quan, trưởng quan đã trở lại. Hai giáo quan chỉ huy tạm thời nghe thấy tiếng động bên ngoài, bước ra khỏi lều, nhìn thấy viên cương toàn thân đầy thương tích, kinh hô lên. Trưởng quan, trước đó anh đi đâu vậy? Sao lại toàn thân đầy thương tích? Họ nhanh chóng chạy tới, định đỡ viên cương nhưng anh ta chỉ phải tay, ánh mắt hướng về phía bên trong núi, trầm giọng nói, những chuyện này không vội, lập tức báo cáo tình hình trong núi cho tôi trong hang động dung nham nóng bỏng những đường vẫn màu đỏ rực trên khắp cơ thể của viêm mạch địa long liên tục nhấp nháy ngọn lửa cuồn cuộn gần như tràn ngập từng tấc không gian giữa không trung một bóng người lang bái liên tục nhấp nháy trong khe hở của ngọn lửa cánh tay phải đã biến mất tóc cũng bị thiêu dụi hoàn toàn máu ở vết thương bị bỏng thành sẹo đau đớn không thể tả theo thời gian trôi qua trái tim của mã giật thiên dần chìm xuống đã vài phút trôi qua kể từ khi báo cáo tình hình với ngài ngôn ngữ nhưng đối phương vẫn chưa xuất hiện chẳng lẽ vị đại nhân đó không muốn thu phục viêm mạch địa long hay là mình đã làm gì khiến đối phương không vui nếu cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa anh ta chắc chắn sẽ chết trong tay viêm mạch địa long ngay khi mã giật thiên dần tuyệt vọng một bóng người thanh lịch như ma quỷ xuyên qua vách đá trên đỉnh đầu đứng giữa không trung cẩn thận quan sát viêm mạch địa long trước mắt ngài ngôn ngữ mã giật thiên nhìn thấy bóng dáng của anh ta vui mừng nói quả nhiên là viêm mạch địa long mặc dù cảnh giới hiện tại không cao nhưng tiềm lực rất lớn đợi đến khi bồi dưỡng đến vô lượng hoặc lên hẳn sẽ có tác dụng không nhỏ ngôn ngữ hài lòng gật đầu liếc nhìn mã giật thiên đang lang bạt bình tĩnh nói làm tốt lắm lần này trở về ta sẽ xin công cho người cảm ơn ngài mã giật thiên mừng giữ ngoài ý muốn ngôn ngữ tỏa ra ánh sáng kỳ lạ khắp người bao trùm toàn bộ hang động dưới ánh sáng kỳ lạ u ám này dường như ngay cả dung nham sôi sục cũng bị kìm nén gầm gờ viêm mạch địa long dường như nhận ra nguy hiểm lại gầm lên dung nham xung quanh cuộn trào dữ dội cuối cùng hóa thành từng con rồng lửa bay lên trời hướng về phía ngôn ngữ ngôn ngữ cao mày vài sợi xích sắt đen ngòm bay ra từ đầu ngón tay anh ta va chạm với những con rồng lửa bay lên dư chấn của vụ va chạm khiến toàn bộ hang động rung chuyển trở thành tín đồ của ta đi ngôn ngữ khẽ ngâm nga đôi mắt bùng lên một tia sáng kỳ lạ một đòn tấn công linh hồn mạnh mẽ trực tiếp tràn vào tinh thần của viêm mạch địa long khoảnh khắc tiếp theo viêm mạch địa long đột nhiên dừng lại đôi mắt rung động dường như đang đấu tranh với điều gì đó anh ta là ngôn ngữ ác mộng thực sự kẻ thao túng tư duy người tạo ra khế ước linh hồn tín đồ là một trong ba thần cổ xưa nhất của giáo hội cổ thần chức quyền của anh ta chính là ác mộng và khế ước linh hồn lợi dụng đòn tấn công linh hồn mạnh mẽ để trực tiếp điều khiển tâm trí của đối phương ép buộc đối phương ký kết khế ước tín đồ với bản thân từ đó khiến đối phương trở thành cấp dưới của mình ở cấp độ tư duy đây chính là sở trường của anh ta bằng phương pháp này hắn đã một tay xây dựng toàn bộ tổ chức tín đồ thậm chí còn thu phục được một số bí ẩn cấp thiên tai đồng thời bí mật cài cắm quân cờ ở tầng lớp cao của người canh gác lần này cũng sẽ không ngoại lệ ngôn ngữ vừa khống chế tâm trí của viêm mạch địa long vừa mở miệng hỏi người đại diện của song thần đâu mã giật thiên sửng sốt có chút do dự nói ban đầu là trang kỳ và những người khác đi giết nhưng vừa rồi dao động sinh mệnh của họ đã biến mất người đại diện đó có thể vẫn chưa chết vô dụng ngôn ngữ hử lạnh một tiếng tôi sẽ đi giết anh ta ngay không cần đôi mắt của ngôn ngữ hơi nheo lại ta đã dùng ác mộng để thay đổi bố cục củ của hang động ngầm bọn họ sẽ sớm tự tìm đến cửa, lần này, biết đâu còn có thể thu thêm vài yêu nghiệt, trở thành tín đồ của ta. Trong hang động sâu thẳm đen ngòm, Lâm Thất Dạ nhắm mắt, phi nhanh về phía trước, đây là hướng mà Bách Lý Béo Béo và những người khác vừa trốn thoát, mặc dù giữa chừng đã chiến đấu với hai xuyên cảnh rất lâu nhưng Bách Lý Béo Béo và Thẩm Thanh Trúc dù sao cũng bị thương, sẽ không đi quá xa, đột nhiên, trong bóng tối, một con rơi đập cánh bay về phía Lâm Thất Dạ, Lâm Thất Dạ dừng bước, mở mắt ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là con rơi trước đó bay theo vị cường giả hải cảnh vào hang động, đi lòng vòng trong hang động ngầm lâu như vậy, không ngờ lại có thể gặp lại nó. Con rơi bay lượn quanh lâm thất dạ, dường như đang kể lề điều gì đó. Một lúc sau, lông mày lâm thất giả hơi nhíu lại, địa long sống trong dung nham, lật mình, chiến đấu với người đàn ông hải cảnh đó. Thông qua giao tiếp với con rơi, lâm thất giả nhanh chóng nắm được một số thông tin, người đàn ông hải cảnh đó chiến đấu với viêm mạch địa long, dường như bị đánh rất thảm, nhưng tại sao anh ta lại đi trêu chọc đối phương? Lâm thất giả lắc đầu, cho dù biết được tại sao bọn họ bị cuốn vào dưới lòng đất này thì cũng không giúp ích gì cho tình hình hiện tại. Việc cấp bách bây giờ là nhân lúc hải cảnh kia chiến đấu với địa long, tìm thấy bách lý béo béo và hồng giáo quan, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Lâm thất giả chạy về phía trước một lúc lâu, cuối cùng cũng đuổi kịp bách lý béo béo và thẩm thanh trúc đang bước đi tập tính, điều khiến anh mừng rỡ là hồng giáo quan cũng ở cùng họ. Trên người hồng giáo quan tuy cũng đầy thương tích nhưng đều không gây tử vong. Sau khi xử lý đơn giản, đã không còn gì đáng ngại. Hồng giáo quan, kẻ địch chiến đấu với ông đâu rồi? Tất nhiên là chết rồi. Hồng giáo quan nhớ mày, đương nhiên nói, đừng coi thường chúng tôi, những giáo quan này. Trước đây, chúng tôi cũng đều là những người canh gác có thâm niên giáo quan lợi hại. Bách Lý béo béo mề đến nỗi ngồi bề xuống đất, giơ ngón tay cái lên. Lâm thất dạ gật đầu, như vậy, chỉ còn lại kẻ địch hải cảnh kia. Bây giờ anh ta đang chiến đấu với một con địa long, hẳn là không có thời gian để quản chúng ta. Địa long, ba người còn lại nghi hoặc nhìn lâm thất dạ lâm thất giả đơn giản mô tả lại cảnh tượng mà con rơi nhìn thấy hồng giáo quan gật đầu như có điều suy nghĩ nghe có vẻ giống như viêm mạch địa long nói cách khác đây là tuyệt đối thổ vực của nó tuyệt đối thổ vực một loại cấm khư mạnh mẽ chỉ thuộc về địa long có thể tùy thời tạo ra không gian thuộc về nó ở bất kỳ vị trí nào dưới lòng đất mỗi lần địa long lật mình sẽ kéo một phần sinh vật trên mặt đất vào không gian này nếu là viêm mạch địa long thì nơi đây hẳn sẽ có dung nham vậy chúng ta phải làm sao để ra ngoài Tuyệt đối thổ vực tuy là không gian do cấm khư tạo ra nhưng vị trí sẽ không thay đổi quá nhiều, tức là thực ra chúng ta vẫn ở dưới lòng đất của núi Thương Nam, chỉ là cách mặt đất rất xa. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể phá vỡ lớp đất, cứng ép trở về mặt đất, lông mày lâm thất dạ hơi nhíu lại, trừ khi cậu có thể khiến địa long lật mình thêm một lần nữa, nếu không chúng ta chỉ còn cách này. Hồng giáo quan bất đắc dĩ nói, nhưng tôi ước tính, nơi này cách mặt đất ít nhất cũng 2 km, muốn phá vỡ lớp đất trở về, không dễ như vậy, vậy chúng ta phải làm sao? Bách Lý béo béo mặt mày ủ rũ hỏi. Lâm thất dạ im lặng một lát, rồi nói, tôi thấy, liều lĩnh phá đất lên trên không phải là một cách hay, vị trí của chúng ta quá sâu, cấu trúc địa chất rất phức tạp, nếu không có điều kiện cấm khư thích hợp để phá đất, ngược lại có thể bị chôn vùi giữa chừng. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã phát đi tín hiệu cầu cứu được hơn một giờ, đồng tĩnh địa long lật mình lớn như vậy, các giáo quan khác chắc chắn có thể lên tưởng đến, từ đó sẽ có biện pháp, chờ cứu viện mới là lựa chọn tốt nhất tôi đồng ý với quan điểm của lâm thất dạ từ đây phá đất trở về mặt đất là không thực tế chúng ta vẫn nên chờ cứu viện đi hồng giáo quan gật đầu tán thành hai người họ đều đồng ý thẩm thanh trúc và bách lý béo béo đương nhiên không có ý kiến gì ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ lâu sau trong hang động dung nham ánh sáng yếu ớt trong mắt ảo ngữ dần dần lui đi giữa hai lòng mày hiện lên chút mệt mỏi dung nham cuồn cuộn trong hang động đã lắng xuống cơn thịnh nộ trong mắt viêm mạch địa long đã biến mất thay vào đó là sự sùng kính và ngoan ngoãn ảo ngữ mỉm cười bước tới viêm mạch địa long lập tức cung kính cúi người không dám làm càn dưới tác dụng của khế ước linh hồn viêm mạch địa long đã giống như những tín đồ khác hoặc thiên tai hoàn toàn trở thành tín đồ của ảo ngữ về mặt tư duy không thể từ chối bất kỳ chỉ thị nào của anh ta đây chính là điều đáng sợ của ảo ngữ ảo ngữ hài lòng nhìn viêm mạch địa long trước mặt dường như nghĩ đến điều gì ngạc nhiên nhìn về phía thật không ngờ lại không chọn tiếp tục tiến lên mà ở lại chờ cứu viện cũng khá thông minh nhưng trước sức mạnh tuyệt đối điều này chẳng có tác dụng gì ảo ngữ quay đầu tào nhã ra lệnh cho viêm mạch địa long mời những vị khách kia đến đây viêm mạch địa long gầm lên một tiếng tuyệt đối thổ vực xung quanh lập tức chuyển động những đường hầm trong hang động phức tạp như thể sống lại tự động điều chỉnh hướng đi cùng lúc đó lâm thất giả và những người khác đang nghỉ ngơi tại chỗ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng không gian dao động trong nháy mắt đã đến một hang động lớn chứa đầy dung nham họ nhanh chóng đứng dậy vẻ mặt đầy nghiêm trọng dung nham viêm mạch địa long cường giả cảnh giới hải đầy thương tích còn có một người đàn ông bí ẩn đây chính là nơi mà con rơi đã nói là trung tâm của hang động ngầm lâm thất dạ lập tức hiểu được hoàn cảnh của họ ánh mắt hồng giáo quan dừng lại trên người người đàn ông yêu dị giữa không trung đồng tử đột nhiên co lại ảo ngữ của giáo hội cổ thần hồng giáo quan liếc mắt đã nhận ra thân phận của anh ta xem ra hình tượng của tôi trong nội bộ những người canh gác các người đã lan truyền rất rộng rãi rồi ảo ngữ mỉm cười nói ngoài đại diện song thần còn có một người sâu nguy hiểm còn có tiểu thiếu gia của gia tộc bách lý Trực trực trực, lần này tôi kiếm lời lớn rồi, nếu có thể biến tiểu thiếu gia này thành tín đồ của tôi, chẳng phải cả gia tộc Bách Lý đều trở thành vật trong túi của tôi sao? Ảo ngữ chăm chú nhìn Bách Lý béo béo, đôi mắt sáng người vô cùng, như thể phát hiện ra kho báu gì đó. Bách Lý béo béo tái mặt nhưng anh ta vẫn thẳng lưng, bình tĩnh nói, anh yên tâm, trước khi anh khống chế được tôi, tôi nhất định sẽ tự sát. Đừng hòng thông qua tôi mà làm hại bất kỳ ai trong gia tộc Bách Lý chúng tôi. Ồ, ảo ngữ nhớ mày người ta đều nói tiểu thiếu gia của gia tộc bách lý các người là một công tử bột chơi bời không ngờ lại có khí phách như vậy hồng giáo quan tiến lên một bước cười lạnh nói ảo ngữ của giáo hội cổ thần chỉ là một con chó nhà có tang bị đội linh môi truy đuổi thôi bây giờ lại dám ở trước mặt bọn trẻ mà vênh vào ảo ngữ nhíu mày chỉ tay một sợi xích đen thô to từ hư không sau lưng anh ta vươn ra chói chặt hồng giáo quan vị giáo quan này anh không cần kích động tôi tôi biết anh đang nghĩ gì ảo ngữ cười nhẹ nói muốn hy sinh bản thân tranh thủ thời gian cho bọn trẻ. Anh nghĩ nhiều quá rồi, hay là tôi giết hết những hạt giống mà các người canh gác tự hào ngay trước mặt anh. Đầu tiên giết đại diện song thần, sau đó biến người siêu nguy hiểm kia và tiểu thiếu gia của gia tộc Bách Lý thành tín đồ của tôi, rồi khống chế họ tự tay giết anh. Anh thấy kịch bản này thế nào? Hồng giáo quan trợn tròn mắt, dường như muốn gào thét điều gì đó nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, như thể giọng nói của ông ta bị bóp nghẹt, thẩm thanh trúc mắt đỏ ngầu, định bùng nổ thì lâm thất dạ bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tại sao anh có thể biến hai người họ thành tín đồ nhưng nhất định phải giết tôi? Lâm thất dạ nhìn vào mắt ảo ngữ, bình tĩnh nói, tôi là đại diện song thần, giá trị của tôi không thấp hơn họ chứ. Ảo ngữ nheo mắt nhìn lâm thất dạ, một lúc sau thì cười, rất kiên nhẫn trả lời, chính vì cậu là đại diện song thần nên tôi mới phải giết cậu, bởi vì linh hồn của cậu đã ký kết khế ước với thần minh, nếu tôi ký kết khế ước với cậu nữa, sẽ bị thần minh phản vệ. Vì vậy, đại diện thần minh không thể trở thành tín đồ chỉ có thể tự nguyện gia nhập giáo hội cổ thần lâm thất dạ gật đầu như có điều suy nghĩ nếu bây giờ tôi nói tôi muốn gia nhập giáo hội cổ thần anh có tin không ảo ngữ quan sát lâm thất dạ một lúc khinh thường cười một tiếng cậu nghĩ sao tôi nghĩ anh sẽ tin lâm thất dạ nghiêm túc nói tôi không bao giờ lừa dối ảo ngữ cười lắc đầu không cần tốn công kéo dài thời gian nữa các người không thể có cơ hội lật ngược tình thế đâu viêm mạch địa long mã giật thiên cộng thêm tôi ở đây có tổng cộng ba cường giả cảnh giới hải cho dù tất cả giáo quan trong trại huấn luyện của các người cộng lại cũng không phải là đối thủ của chúng tôi trừ khi có phép màu nếu không các người sẽ không có lấy một tê sinh cơ đôi mắt phượng yêu mị của ảo ngữ nhìn chăm chăm vào mắt lâm thất dạ nhẹ giọng nói tôi rất tò mò cậu trở thành đại diện song thần như thế nào là trùng hợp ngẫu nhiên hay là có nguyên do gì khác đôi mắt của lâm thất dạ tràn đầy sự bình tĩnh không nói một lời không nói cũng không sao tôi sẽ đích thân xâm nhập vào sâu trong linh hồn cậu xem thử bí mật của cậu trên mặt ảo ngữ nở một nụ cười kỳ lạ lâm thất dạ sửng sốt dường như nghĩ đến điều gì đó anh muốn xâm nhập vào sâu trong linh hồn tôi đúng vậy trước mặt tôi linh hồn con người chỉ là đồ chơi chỉ cần hoàn toàn khống chế linh hồn cậu tôi có thể biết được tất cả bí mật của cậu sau đó sẽ tự tay xé nát nó thành từng mảnh ánh sáng lóe lên trong mắt lâm thất dạ anh ta chớp mắt ngoan ngoãn ổ lên một tiếng ảo ngữ có chút kỳ lạ sao thế cậu không sợ sao lâm thất dạ trầm ngâm một lúc thăm dò mở lời ái trà tôi sợ lắm sao ảo ngữ giả vờ thần bí ảo ngữ trầm giọng nói ngay sau đó đôi mắt bùng lên ánh sáng u ám trói mắt linh hồn cường đại trực tiếp tràn vào trong đầu lâm thắt dạ mặc dù chỉ là một hình chiếu óc mộng của bản thể ảo ngữ nhưng vẫn sở hữu thực lực đỉnh cao cảnh giới hải ngay cả việc mạch địa long cũng dễ dàng bị hán thuần hóa thành tín đồ một đại diện cảnh giới trì thì có thể làm nên trò chống gì hơn nữa dù là thiên sứ hay nữ thần đêm tối đều không có năng lực về mặt linh hồn mà đối với ảo ngữ đây chính là sở trường của hắn đừng nói lâm thất dạ chỉ có cảnh giới trì cho dù anh ta cùng cảnh giới với mình ảo ngữ cũng tự tin có thể chiến thắng trong trận chiến linh hồn lần này chắc chắn thắng thất dạ thấy ảo ngữ ra tay với lâm thất dạ bách lý phì phì gầm lên một tiếng giơ tay định lấy thứ gì đó trong túi thì ngay lúc này mã giật thiên bước lên một bước siết chặt cổ tay anh ta uy áp cảnh giới hải vô tư đè nặng lên ba người còn lại không chỉ vậy xung nham xung quanh còn cuộn trào dữ dội viêm mạch địa long nhìn xuống họ uy lực khủng khiếp của rồng cũng đè xuống dưới sức ép kép này ngay cả hồng giáo quan cũng không thể hành động đồ khốn bách lý phỉ phỉ nghiến chặt răng của đỏ bừng đừng vội sẽ đến lượt anh mã giật thiên toàn thân đầy thương tích cười khúc khích thế giới tinh thần của lâm thất dạ giữa màn sương mù vô tận ảo ngữ trong bộ vest đuôi tôm như một nghệ sĩ chậm rãi bước đi trong đó ánh mắt lướt nhẹ qua màn sương mù xung quanh ngạc nhiên lên tiếng sao lại có nhiều sương mù thế này trên người cậu quả nhiên giấu rất nhiều bí mật ảo ngữ thử giơ tay xua tan màn sương mù xung quanh một luồng ánh sáng u ám lóe lên trong lòng bàn tay hắn màn sương mù bị ánh sáng u ám quấy động cuộn trào một lúc rồi nhanh chóng tụ lại lần nữa mờ mịt trong thế giới này ảo ngữ thấy mình không thể xua tan được những màn sương mù này vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm hơn phải biết rằng hình chiếu này của hắn có cường độ cảnh giới hải vậy mà không thể phá giải được những màn sương mù này điều này chứng tỏ bí mật trên người lâm thất dạ ngay cả cảnh giới hải cũng không đủ tư cách để dò xét bạn đang xem chạm thần tại kênh youtube di các phim thú vị thật thú vị bí mật trên người cậu càng nhiều càng quan trọng thì lợi ích đối với tôi càng lớn ánh mắt ảo ngữ hiện lên vẻ phán khích tôi đổi ý rồi bây giờ tôi sẽ không xóa sổ linh hồn của cậu tôi sẽ đợi bản thể của tôi đến đích thân vén màn bí mật của cậu rồi sẽ xóa sổ cậu lời của ảo ngữ vừa dứt màn sương mù trước mắt đột nhiên tự động cuộn trào một lúc sau một tòa kiến trúc cổ kính và bí ẩn xuất hiện trước mặt hắn ảo ngữ nhìn thấy tòa kiến trúc trước mắt, đầu tiên là sừng sốt, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Sao có thể, trong sâu thẳm linh hồn cậu, sao lại có một tòa kiến trúc, đây rốt cuộc là cái gì? Hắn bước lên phía trước, ánh mắt dừng lại trên tấm biển ở một bên cửa lớn, từng chữ từng chữ đọc thành tiếng. Bệnh viện tâm thần chư thần, két, cánh cửa lớn của bệnh viện từ từ mở ra, tiếng động trầm đục vang vọng trong màn sương mù hư vô này, ảo ngữ ngây người đứng ở cửa bệnh viện, không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên chút hàn ý màn sương mù vô tận bệnh viện bí ẩn cánh cửa lớn mở toang nó muốn mình vào trong ảo ngữ hơi nhíu mày trong lòng có chút do dự hắn là một trong ba vị thần cổ xưa nhất của giáo hội cổ thần tuy nhiên không phải kẻ não tàn tất cả những điều trước mắt này đều quá mức kỳ lạ trực giác mách bảo hắn không được vào trong một cách dễ dàng nơi này quá kỳ quái vẫn nên đợi bản thể đến rồi hãy đến khám phá cuối cùng ảo ngữ vẫn đưa ra quyết định đắc đầu từ bỏ ý định vào trong ngay lúc này màn sương mù sau lưng hắn lại cuộn trào một bóng người mặc áo blues trắng đột nhiên xuất hiện từ trong đó đá mạnh vào eo ảo ngữ và trong đi ảo ngữ ở trạng thái linh hồn không có thực lực mạnh mẽ như bên ngoài bị đá bất ngờ như vậy trọng tâm cơ thể lập tức nghiêng về phía trước loạn trọng bước qua ngưỡng cửa bệnh viện tâm thần không ổn đồng tử của ảo ngữ đột nhiên co lại một dự cảm không lành dâng lên trong lòng hắn ngay khi hắn định quay đầu rời khỏi đây thì nghe thấy một tiếng động lớn cánh cửa bệnh viện tâm thần đã đóng lại ảo ngữ nhíu mày bước lên phía trước dùng sức lắc lắc cánh cửa sắt nhưng không hề nhúc nhích quả nhiên có vấn đề hắn quay người lại nhìn tòa bệnh viện tâm thần không lớn không nhỏ này ánh mắt lóe lên cuối cùng vẫn bước về phía trước đã vào rồi thì không có gì phải do dự dù sao đây cũng chỉ là một hình chiếu trong cơn ác mộng mất thì mất thôi có thể nhân cơ hội này tìm hiểu rõ tình hình ở đây dường như cũng không tệ đi qua một hành lang dài ngoài trời ảo ngữ đi đến sảnh lớn của tòa nhà bệnh viện đôi mắt cảnh giác quan sát xung quanh lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng yếu ớt, dường như lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Ngay khi hắn chọn một hướng, chuẩn bị đi đến khu hoạt động thì một bóng người nhỏ bé ôm một thùng quần áo bẩn, vừa hát vừa đi tới. Nụ cười của thần tượng Tô Ba, không ngọt ngào bằng em, ánh nắng tháng 8 giữa trưa. Ờ, đây là một cậu bé trông chỉ khoảng 11-12 tuổi, để mái tóc màu xám trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đầy những vết nhện, lúc này đang nghiêng đầu khó hiểu, nhìn người đàn ông lạ trước mặt, ảo ngữ cố kìm nén sự bốc đồng ra tay nhíu mày đánh giá cậu bé trông vô hại trước mặt. Đây là bí ẩn, trong tòa kiến trúc kỳ lạ sâu thẳm trong linh hồn lại có bí ẩn ở. Ảo ngữ lầm bẩm tự nói, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi hắn đánh giá A Trúc, A Trúc cũng đang chăm chú đánh giá hắn, hình như mình chưa từng gặp anh ta. Trong bệnh viện này, ngoài mình, Phi Ca, Hối Rubik, Bà Nick, chú Merlin thì còn có người khác sao? Suy nghĩ một lúc, A Trúc như nghĩ ra điều gì, bừng tỉnh ngộ tiến đến bên ảo ngữ đang căng thẳng, cẩn thận nhìn xung quanh nhỏ giọng nói anh cũng là công nhân trẻ em bị viện trưởng đen tối lừa đến đây sao ảo ngữ viện trưởng công nhân trẻ em cậu ta đang nói gì vậy ngay khi ảo ngữ đang ngơ ngác một người đàn ông từ từ bước tới chiếc áo blues trắng rộng thùng thình theo gió nhẹ nhàng đung đưa sống mũi đeo một cặp kính không độ khí chất của cả người có một sự bí ẩn không thể diễn tả thành lời viện viện trưởng a trúc nhìn thấy người đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có chút chột dạ rụt cổ lại tôi không nói xấu ông đâu thật mà Lâm thất dạ đi đến bên cạnh cậu ta, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, ôn hòa nói, không sao, cậu đi làm việc trước đi, chỗ này để tôi lo. A à, Trúc ổ lên một tiếng, ôm thùng quần áo bẩn trên mặt đất, bước những bước chân ngắn chạy nhanh về phía tiệm giặt ủi khối Rubik. Lâm thất dạ quay đầu nhìn ảo ngữ, mỉm cười, sang rộng hai tay, đứng trước sân chậm rãi nói, chào mừng đến với. Bệnh viện tâm thần của tôi ảo ngữ nhíu chặt mày, hắn nhìn chăm chăm lâm thất dạ, một lúc sau mới chậm rãi nói, thú vị, bí mật của anh, quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi nhưng mà anh lại dám trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi thật ngu ngốc lời còn chưa dứt trong mắt ảo ngữ đã bùng lên hàn quang cả người nhanh chóng lao đến trước mặt lâm thất dạ bàn tay tỏa ra ánh sáng yếu ớt như tia chớp ấn vào ngực lâm thất dạ không có chuyện gì xảy ra ảo ngữ ngây người nhìn bàn tay mình ấn vào ngực lâm thất dạ ánh sáng yếu ớt trên đó đang bị chiếc áo blues trắng kia nuốt chửng với tốc độ cực nhanh linh hồn công kích đỉnh cao của cảnh giới hải rơi vào bề mặt của chiếc áo này giống như trầu đất xuống biển không còn dấu vết sao có thể như vậy được ảo ngữ tâm thần chấn động giao tranh linh hồn luôn là sở trường của hắn những linh hồn khác trước thần khư của hắn đều yếu ớt như tờ giấy nhưng lâm thất dạ lại bất động tiếp nhận linh hồn công kích của hắn khóe miệng lâm thất dạ hơi nhếch lên nheo mắt nhìn ảo ngữ chậm rãi nói trong bệnh viện tâm thần của tôi anh còn muốn làm tôi bị thương sao trong tòa bệnh viện này hắn chính là chủ tể bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào hắn đều vô hiệu hắn đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay ảo ngữ dùng sức ném về phía sau ảo ngữ chỉ thấy trước mắt tối sầm sau một trận trời đất quay cuồng cả người ngã mạnh xuống đất hắn vội vàng đứng dậy nhưng đột nhiên sững sờ phát hiện mình đã không còn ở trong đại sảnh ban đầu nữa mà đã đến một khoảng sân rộng lớn trên bãi cỏ không xa hắn một quý bà mặc váy dài bằng vải tuyên đen đang ngồi trên ghế bập bênh một cách nhàn nhã tay cầm một ít kim chỉ dường như đang đan áo len vừa đan vừa lầm bầm điều gì đó khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc không hề có chút hơi thở nào lộ ra ngoài bà ta giống như một người bình thường Ảo Ngữ không nhìn thấy bóng dáng Lâm Thất Dạ, do dự một lúc, liền bước tới chỗ quý bà bình thường này, cùng lúc đó, đôi tay hắn giấu sau lưng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, hắn đã hiểu ra, nơi quỷ quái này rất tà môn, hơn nữa mọi cuộc tấn công nhắm vào Lâm Thất Dạ đều sẽ bị vô hiệu hóa, đã như vậy, chỉ có thể nghĩ cách mở ra cục diện từ những người khác, ví dụ như quý bà trước mắt này, chính là một lựa chọn rất tốt, hắn vừa bước ra một bước, quý bà trên ghế bập bênh liền sửng sờ, quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ảo Ngữ dường như đang suy nghĩ điều gì đó đôi mắt ảo ngữ hơi nheo lại bước chân nhanh hơn trong nháy mắt đã đến trước mặt quý bà giơ cao hai tay giam nick ôm chầm lấy cơ thể ảo ngữ kích động lật ngược cả người hắn ôm vào lòng mình giống như một người mẹ đang ôm đứa trẻ sơ sinh khóe miệng nở nụ cười từ ái chát trai ơi cháu đến thăm bà cố à ảo ngữ một người đàn ông nặng hơn 140 cân thực sự giống như một đứa trẻ sơ sinh bị nick ôm vào lòng không hề có chút cảm giác không phù hợp nào mấu chốt là hắn không thể phản kháng ảo ngữ cố gắng nhảy khỏi vòng tay của nick nhưng dù có dùng sức thế nào tứ chi của hắn cũng như bị đóng đinh không thể cử động cảnh tượng khiến ảo ngữ kinh hoàng nhất đã xuất hiện theo từng nhịp đung đưa từ ái của nick cơ thể hắn bắt đầu co lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ sau 5 giây cả người đã tao nhỏ đi 2 phần ba nhìn từ xa trông giống như một cậu bé được bà ngoại bế trên tay ảo ngữ kinh hoàng nhìn khuôn mặt tươi cười từ ái kia chỉ thấy ra đầu tê dại phải biết rằng hắn ở đây không phải là thể xác mà là linh hồn hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn của mình đang bị quý bà này điên cuồng hút lấy nếu cứ tiếp tục như vậy linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trong vòng tay của quý bà ngay khi ảo ngữ tuyệt vọng dãy giụa đích đột nhiên chủ động buông cơ thể hắn ra nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất cầm chiếc áo len đen vừa đan được một nửa mặc vào người hắn cháu ngoan ơi đến thử xem bà cố đan cho cháu chiếc áo này có thoải mái không chỉ có nửa chiếc áo len đen được mặc vào cơ thể gầy gò của áo ngữ sau đó từng sợi chỉ đen của chiếc áo len như sống lại điên cuồng quấn quanh người hắn, gần như siết chặt khiến hắn không thở nổi. Bóng tối cực độ lấy chiếc áo len làm phương tiện, không ngừng gặm nhấm cơ thể hắn, Ông ngữ có thể cảm nhận rõ ràng, làn da của mình đang từng tấc từng tấc bị bóng đêm xâm chiếm. Cơn đau thấu xương tràn ngập giác quan của hắn, hắn đau đớn co rúm người trên mặt đất, dễ dụa muốn cởi chiếc áo len đen này ra nhưng nó giống như mọc trên người hắn vậy, dù có dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích. Hắn đang dần mất đi cảm giác về cơ thể mình, có một nửa cơ thể như rơi vào vực thẳm vô tận chỉ còn lại nỗi đau đớn và cái lạnh vô tận. A, à. tiếng kêu thảm thiết của ảo ngữ vang vọng khắp bệnh viện. Ngay lúc này, cửa sổ tầng 2 của bệnh viện bị mở ra, Lâm Thất Dạ mặc áo blues trắng lên tiếng, "Mẹ, đừng giết chết hắn, tôi còn có thể dùng hắn." Nick quay đầu lại, mỉm cười gật đầu với Lâm Thất Dạ, "Được." Đầu ngón tay của Nick khẽ khều, chiếc áo len quấn quanh người ảo ngữ hóa thành một vệt bóng đêm, bay về tay bà ta, bà ta không vội không vàng đi đến bên ảo ngữ đang thoi thóp, vẻ mặt dần trở lên lạnh lùng dám làm con ta bị thương, đáng lẽ phải khiến người hồn phi phách tán, vì còn có thể dùng được nên tạm thời tha cho người một mạng nick sách cổ áo ảo ngữ, tiện tay ném đi, ảo ngữ chỉ thấy trước mắt tối sầm, lại nặng nề ngã xuống đất. Lần này, hắn ở trong một thư phòng giản dị, trên chiếc bàn gỗ ở giữa thư phòng, một thanh niên mặc áo choàng dài màu xanh đang ngồi, chăm chú cầm một cuốn sổ tay chăm sóc sức khỏe cho người trung niên và cao tuổi để đọc, thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Bên cạnh hắn, lâm thất dạ mặc áo blues trắng nhìn ảo ngữ đang vô cùng chật vật với vẻ thích thú chậm rãi lên tiếng ngài merlin ngài thấy thế nào hắn chỉ là một hình chiếu cho dù linh hồn ở đây bị tiêu diệt cũng chỉ gây ra ảnh hưởng nhỏ đến bản thể giết hắn không đáng merlin phóng hạ sách trong tay bình tĩnh nói có cách nào có thể ảnh hưởng đến bản thể của hắn không có ánh mắt sâu thẳm của merlin dường như nhìn thấu ảo ngữ mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng linh hồn đều bắt nguồn từ bản thể có mối quan hệ chặt chẽ với bản thể Phép thuật vực sâu của tôi có thể thông qua mối quan hệ này gây ảnh hưởng đến bản thể của hắn, mặc dù không thể giết chết hắn từ xa nhưng có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến chính linh hồn của hắn. Ảnh hưởng tiêu cực, ví dụ như, ví dụ như cưỡng ép nhét một linh hồn nào đó ở một vị diện xa xôi vào linh hồn của hắn lâm thất dạ sừng sốt, một thể hai hồn. Đúng là như vậy nhưng nếu một linh hồn khác đủ phiền phức, có thể giảm thiểu tối đa mức độ kiểm soát của bản thể đối với chính mình, gây ra rối loạn tinh thần, nếu nghiêm trọng hơn, trực tiếp bị ép tự sát cũng không phải không thể. Lâm thất dạ nhớ mày, nhìn ảo ngữ đang ngã xuống đất kinh hoàng với vẻ vừa cười vừa không cười, ánh mắt đó khiến ảo ngữ rùng mình, biến hắn thành bệnh nhân tâm thần. Nghe có vẻ không tệ đúng rồi. Lâm thất dạ như nhớ ra điều gì, những chuyện xảy ra với hình chiếu này, bản thể có biết không? Không. Mặc dù chúng xuất phát từ cùng một linh hồn nhưng chúng không thông nhau. Trừ khi hình chiếu này chết, bản thể mới biết hắn đã biến mất nhưng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì vậy thì tốt. Lâm thất dạ gật đầu. Vậy làm phiền ngài Merlin ra tay. Chuyện nhỏ Merlin mỉm cười ông ta đưa tay ấn vào hư không một vòng tròn ma thuật màu đỏ sẫm nhanh chóng được vẽ ra trước mặt ông ta một luồng uy áp khủng khiếp không biết từ đâu ập đến căn phòng giống như có một sự tồn tại nào đó đang nhìn vào đây lạnh lẽo và kỳ lạ phép thuật vực sâu thuộc về dòng cấm kỵ chuyên về linh hồn cậu vẫn nên ra ngoài trước đi nếu không sức mạnh từ vực sâu có thể vô tình làm cậu bị thương merlin vừa tiến hành nghi lễ chủ trì phép thuật vực sâu vừa nói với lâm thất dạ lâm thất dạ gật đầu đẩy cửa ra đi theo cầu thang đến sân Lúc này Lý Nghị Phi đang đứng bên cạnh Nick, cầm trên tay liều thuốc hôm nay, thấy Lâm Thất Dạ đi ra khỏi phòng, Lý Nghị Phi tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, bệnh viện có một con chuột, Merlin đang dạy nó làm người, Lâm Thất Dạ phải tay. Ô, Lý Nghị Phi có vẻ hơi tiếc nuối, A à, Chu nói với tôi, anh lại lừa một đứa trẻ, khụ khụ, một y tá đến, còn tưởng có thể giảm bớt gánh nặng, hơn nữa A à, Chu này đầu óc không tốt, trời mặt trượt cũng không hiểu, hay là lần sau anh chọn một đứa thông minh hơn để giết, Lâm Thất Dạ Lý Nghị Phi nói xong, lại lén lút đến gần Lâm Thất Dạ, nhỏ giọng nói, tôi nói cho anh biết, mới hôm kia, tôi đã đột phá đến cảnh giới xuyên Lâm Thất Dạ sừng sốt, đột phá rồi sao, cậu đã làm gì vậy? Lý Nghị Phi vô tội xòe tay, tôi chẳng làm gì cả, tôi lại không biết tu luyện, càng không nói đến rèn luyện, mấy tháng nay tôi lại béo thêm một vòng tự nhiên lại đột phá, ban đầu tôi còn không biết đây là đột phá, là xà yêu nói cho tôi biết. Lâm Thất Dạ nhìn Lý Nghị Phi, trầm ngâm xoa cầm, như vậy, hắn đã có ba đệ tử cảnh giới xuyên chỉ là không biết sau khi giả yêu nan đà đột phá đến cảnh giới xuyên cấm khư sẽ có biến đổi gì lâm thất giả lắc đầu bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này hắn quay sang nhìn nick cười khổ nói mẹ có lẽ một lát nữa thực sự phải nhờ mẹ ra tay mặc dù ảo ngữ tự chui đầu vào lưới bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay nhưng hắn vẫn chưa quên bên ngoài còn một con viêm mạch địa long và một cường giả cảnh giới hải trước tranh lệch hai cảnh giới lớn như vậy ngay cả khi hắn triệu hồi y tá cũng không có chút thắng toán nào Nick mỉm cười gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì, nói, Thana to, tôi muốn nhắc lại với anh một lần nữa, thần cách của tôi hiện tại không hoàn chỉnh, nếu lấy thân xác linh hồn đến thế giới của anh, chưa chắc đã có thể chiến thắng trong trận chiến lâm thất dạ sừng sốt, vì vậy, tôi có một đề nghị tốt hơn. Nick tiếp tục nói, đổ sức mạnh linh hồn của tôi vào thần cách của anh. Thần cách, lâm thất dạ ngơ ngác, tôi nào có thần cách, tất nhiên là anh có. Nick bước tới, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn một vệt bóng tối quen thuộc đồng thời hiện ra sau lưng hai người cộng hưởng với nhau lâm thất dạ cúi đầu nhìn màu đêm lan tỏa dưới chân mình bừng tỉnh hiểu ra trí ám thần khư hắn nhớ rõ khi rút được năng lực trí ám thần khư này phía sau có ghi chú bốn chữ năng lực thần cách đúng vậy đây chính là thần cách của tôi mặc dù chỉ là một phần ních mềm cười nói mặc dù tôi không biết tại sao trên người anh lại có thần cách của tôi nhưng vì anh đã sở hữu nó anh có thể chứa đựng linh hồn của tôi sau khi chứa dựng linh hồn sẽ xảy ra chuyện gì cái gọi là thần chủ yếu được tạo thành từ thần cách thân thể và linh hồn bây giờ tôi chỉ còn lại linh hồn và thần cách tàn phá không có thân xác vì vậy ngay cả khi tôi đến thế giới của anh mỗi lần ra tay đều tiêu hao nguồn gốc linh hồn không chỉ sức mạnh không đủ mà còn dễ hồn phi phách tán nhưng nếu truyền linh hồn của tôi vào thần cách của anh cộng thêm thân xác của chính anh anh sẽ thực sự sở hữu một phần quyền năng đêm tối hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ tiêu hao linh hồn tôi sẽ trở thành một sự tồn tại giống như nữ thần đêm tối sao chỉ là trong thời gian ngắn và vì linh hồn của tôi quá mạnh mẽ, thân cách và thân xác của anh quá yếu ớt nên mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một phần sức mạnh linh hồn của anh, nếu không cần thiết, tốt nhất không nên sử dụng Lâm Thất Dạ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, tôi hiểu rồi, ngay lúc này, cửa phòng tầng 2 của bệnh viện mở ra, Merlin mặc một chiếc áo choàng dài, dắt theo một chú chó Park, thong thả đi vào sân, Lâm Thất Dạ sửng sốt, ngài Merlin đã hoàn thành rồi sao? Hoàn thành rồi? Tôi đã nhét linh hồn của một thế giới khác vào tinh thần của bản thể. Merlin cười nói, vậy còn hình chiếu thì sao? Hồn phi phách tán rồi sao? Không, ở ngay đây. Merlin cúi xuống, dùng tay vỗ đầu chú chó bắc. Chú chó cúi đầu, trong mắt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Lâm thất dạ nhìn chú chó bắc, kinh ngạc há hốc mồm. Ông đã biến hắn thành chó sao? Đúng vậy Merlin nhún vai. Sau khi bị tôi sử dụng ma thuật vực sâu, linh hồn của hắn bị tổn thương. Tinh thần sẽ có một số vấn đề ban đầu tôi định trực tiếp đánh tan linh hồn của hắn nhưng lại nghĩ đến việc bệnh viện này còn thiếu hơi thở cuộc sống nên trực tiếp dùng ma thuật biến hình biến hắn thành chó ngày thường không có việc gì thì trêu chọc để chơi nói xong ông cúi xuống dùng tay gãi cầm chú chó bắc trong mắt chú chó bắc hiện lên vẻ ngây ngốc một lúc sau có chút không chắc chắn há miệng ra mel lâm thất dạ lý nghị phi merlin ừm về mặt tinh thần sẽ có một chút vấn đề một chút thôi merlin cười vô hại lý nghị phi tò mò ngồi xổm xuống ra hiệu bằng tay xuống dưới đồng thời nghiêm túc nói với chú chó Park. Ngồi xuống chú chó Park trầm ngâm một lúc, nằm sấp xuống đất, đồng thời phần thân dưới đối diện với đất trong sân điên cuồng vặn vẹo, giống như đang làm một động tác kỳ lạ nào đó. Lý Nghị Phi nhếch miệng, nhìn về phía Merlin, chú Merlin, con chó chủ nơi này không đứng đắn lắm nhỉ. Merlin nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không nghe thấy gì. Lâm thất dạ thương cảm nhìn chú chó Park ngơ ngác, vừa buồn cười vừa bất lực nói, anh vui là được, tôi đi trước đây, bên ngoài chắc cũng sốt ruột rồi tôi sẽ cho họ một bất ngờ đôi mắt của lâm thất dạ hơi nhau lại trong hang động ngầm tối tăm và trống trải mọi người đều tập trung ánh mắt vào ảo ngữ và lâm thất dạ lòng bàn tay mập mạp của bách lý bị móng tay cao chảy máu mồ hôi trên người như mưa rơi nhưng vẫn không thể thoát khỏi áp lực của cảnh giới song hải còn mã giật thiên thì ung dung đứng một bên lòng dạ bình tĩnh không hề nghi ngờ kết quả cuối cùng đùa à đại nhân ảo ngữ sao có thể thất thủ được là người có một vị trí trong tín đồ hắn hiểu rõ nhất vị đại nhân đáng sợ này sở hữu sức mạnh như thế nào cũng vô cùng kính trọng ông ta. Có thể nói nếu không có ảo ngữ, giáo hội cổ thần căn bản không thể đi đến bước ngày hôm nay, tín đồ càng không thể tồn tại. Trong lúc mã giật thiên tràn đầy tự tin chờ đợi, đôi mắt của lâm thất dạ từ từ mở ra, ha ha, kết thúc rồi, quả nhiên là đại nhân ảo ngữ, chỉ là song thần đại lý. Ờ, mã giật thiên vừa chuẩn bị nịnh nọt thì đột nhiên cả người chấn động, ngây ngốc nhìn lâm thất dạ không sao cả, chớp mắt thật mạnh. Bạn đang xem chảm thần tại kênh youtube Di Các Phim, sau đó nhìn về phía ảo ngữ đối diện ảo ngữ vốn tao nhã cao quý lúc này giống như một bức tượng đá đứng sừng sững ở đó thần thái trong mát đã biến mất từ lâu sắc mặt xám xịt giống như người chết không có chút sức sống nào chuyện này chuyện này sao có thể mã giật thiên há hốc mồm trong mắt tràn đầy vẻ khó tin cùng lúc đó những sợi xích đen trên người bách lý mập mạp và những người khác cũng được mở ra cùng lúc họ nhìn lâm thất dạ tỉnh lại ngần người trong chốc lát sau đó vui mừng như điên thất dạ anh 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 đã giết chết ông ta sao Bách Lý mập mạp kích động nhất, cả người gần như muốn nhảy dựng lên. Thẩm Thanh Trúc nhìn Lâm Thất Dạ bằng ánh mắt phức tạp, khi ánh mắt Lâm Thất Dạ cũng chuyển sang, anh ta khẽ run rẩy, giả vờ không có chuyện gì quay mặt sang hướng khác. Thất Dạ, anh làm thế nào? Hồng giáo quan cũng kinh ngạc lên tiếng, dường như ngay cả anh ta cũng không ngờ rằng ảo ngữ ở cảnh giới hải lại thua trong tay Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, bình tĩnh nói, những chuyện này lát nữa hãy nói, bây giờ vẫn còn hai phiền phức lớn mã giật thiên cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi sự kinh hãi ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn bốn người áp lực cảnh giới hải đáng sợ một lần nữa bùng nổ mặc dù không biết lâm thất dạ làm thế nào nhưng điều đó không quan trọng quan trọng là khi bản thể của đại nhân ảo ngữ biết được chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng tức giận trong điều kiện mất đi một hình chiếu nếu hắn vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ảo ngữ giao phó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì dù thế nào cũng không thể để tên song thần đại lý này sống sót rời đi con viêm mạch địa long ở bên cạnh dường như cũng cảm nhận được cái chết của ảo ngữ dưới sự điều khiển của khế ước linh hồn tư duy hoàn toàn bị khống chế nó giận dữ ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng những đường vẫn lửa trên người sáng lên rung nham xung quanh cuồn cuộn dữ dội gào 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 tiếng rồng gầm nước tai vang vọng khắp thế giới ngầm khiến màng nghĩ đau nhói vẻ vui mừng trên khuôn mặt của bách lý mập mạp và những người khác đã biến mất thay vào đó là vẻ nghiêm trọng chưa từng có ảo ngữ đã chết trước mắt vẫn còn hai kẻ địch có chiến lược vượt trội nếu không vượt qua được cửa ải này, bọn họ vẫn chỉ có con đường chết. Ngọn lửa nóng bỏng gần như tràn ngập toàn bộ hang động ngầm, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, những tàn cho cháy rụi từ từ bốc lên từ dung nham, màu đỏ rực khắp nơi như muốn thiêu đốt cả võng mạc. Viêm mạch địa long giang rộng đôi cánh, nhẹ nhàng vỗ một cái, thân hình khổng lồ cuộn theo cơn gió nóng rực từ trong dung nham bay lên, đôi mắt giận dự chứa đựng uy lực khủng khiếp của rồng, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nó há miệng, những đường vân lửa phủ khắp vảy như bùng cháy, một quả cầu lửa có bán kính khoảng 20 mét nhanh chóng ngưng tụ trước người nó, nhiệt độ khủng khiếp khiến không khí xung quanh bị nung nóng đến mức biến dạng, cảm nhận được năng lượng chứa trong quả cầu lửa này, sắc mặt của Hồng giáo quan tái nhợt vô cùng, nếu một đòn này thực sự giáng xuống, chỉ sợ toàn bộ hang động ngầm sẽ bị phá hủy trực tiếp, ngay cả một chút cạn bã cũng không còn sót lại, lúc này, Mã Giật Thiên cũng nhận ra sự bất thường, cả người nhanh chóng lùi về phía xung quanh vách đá, vừa lùi vừa mắng, con xúc sinh này điên rồi sao? chỉ là mấy con sâu kiến thôi mà sao lại dùng một đòn tấn công quy mô lớn như vậy nó muốn giết luôn cả ta sao đúng vậy viêm mạch địa long thực sự nghĩ như vậy nó không quên được lúc nó đang ngủ say ai là người đã đánh thức nó dậy còn tấn công nó nữa nó thực sự đã ký khế ước linh hồn với ảo ngữ không thể trái lệnh của ảo ngữ nhưng điều này không bao gồm các tín đồ phải chung sống hòa thuận khi ảo ngữ còn sống nó đương nhiên không dám làm càn bây giờ ảo ngữ không còn nữa nó chính là bá chủ của toàn bộ thế giới ngầm những con sâu kiến này phải giết, những kẻ đã chọc giận đồng bọn của nó cũng phải giết, vậy nên, hãy hủy diệt tất cả đi. Quả cầu lửa khủng khiếp vẫn đang ngưng tụ trước người viêm mạch địa long, nó đã quyết tâm dùng một đòn để hủy diệt tất cả mọi người, mã giật thiên mặt tá nhờ chạy đến một vách đá, đưa tay chạm vào bề mặt vách đá, cả người biến thành một luồng sáng đen bay vào trong khối đá, hồng giáo quan nghiến chặt răng, tiến lên nửa bước, hít một hơi thật sâu, nghiêm trọng lấy ra một huy hiệu từ trước ngực, đây là một huy hiệu được chế tác vô cùng tinh xảo hình ảnh ở mặt trước là hai thanh đạo thẳng giao nhau thân đạo tỏa ra ánh sáng xanh nhạt sau đao là bầu trời đêm được tô điểm bởi vô số vì sao bên dưới hình ảnh Khắc hai chữ nhỏ hồng hạo lâm thất dạ biết loại huy hiệu này thậm chí trước đây hắn còn từng tự tay chơi đùa một thời gian chủ nhân của huy hiệu đó tên là triệu không thành còn thẩm thanh trúc và bách lý mộc mạp thì hoàn toàn không biết đây là cái gì lúc này sự chú ý của họ đã hoàn toàn bị con viêm mạch điện long trên bầu trời thu hút hồng giáo quan nắm chặt huy hiệu này trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Mọi người nghe tôi nói, Hồng giáo quan từ từ lên tiếng, Thẩm Thanh Trúc và Bách Lý Mộc Mạp cùng nhìn về phía ông ta. Một lát nữa, tôi sẽ cưỡng ép đột phá đến cảnh giới hải, sau đó dùng hết sức tạo ra một đường thông trên bề mặt khối đá. Các người chạy vào trong với tốc độ nhanh nhất, tôi không biết như vậy có thể tránh được đòn tấn công này hay không, nhưng có lẽ đó là con đường sống cuối cùng của các người. Hồng giáo quan bình tĩnh nói, chúng tôi, Bách Lý Mộc Mạp nhạy bén nhận ra trọng điểm trong lời nói của ông ta vậy còn giáo quan thì sao? Còn nữa, ông định cưỡng ép đột phá bằng cách nào? Điều đó không quan trọng giọng nói của Hồng giáo quan mang theo uy nghiêm không thể chối từ. Ông cúi đầu, lật huy hiệu lại, nhìn thoáng qua những lời khác trên đó, khóe miệng nở một nụ cười khẽ. Các tiểu bối, các người chỉ cần chịu trách nhiệm chạy là được, còn lại là chuyện của chúng ta. Những người đi trước ngón tay của Hồng giáo quan khẽ lướt trên bề mặt huy hiệu, một chiếc kim tiêm cực nhỏ bật ra từ bên trong huy hiệu, ông hít một hơi thật sâu, giơ tay chuẩn bị đâm chiếc kim tiêm này vào cơ thể mình bốp một bàn tay nắm chặt lấy tay của hồng giáo quan hồng giáo quan kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy lâm thất dạ đang đứng lặng lẽ bên cạnh ông ta một tay khác đã tháo huy hiệu khỏi tay hồng giáo quan đeo lại vào ngực ông ta lâm thất dạ cười nụ cười của hắn rất dịu dàng nếu đêm tối cuối cùng buông xuống ta nhất định sẽ đứng trước muốn người đào ngang vực thẳm máu nhuộm trời cao đúng không lâm thất dạ khẽ nói hắn quay người ngẩng đầu nhìn con viêm mạch địa long trên không trung nụ cười trên mặt dần thu lại ta sẽ không tận mắt nhìn thấy cùng một thảm kịch xảy ra nữa hắn lầm bầm đạo thẳng áo choàng huy hiệu đây là ba trang bị tiêu chuẩn mà mỗi người canh gác chính thức đều có đối với một số người canh gác đặc biệt có thể đổi đạo thẳng thành các loại vũ khí khác cùng chất liệu còn kiểu dáng áo choàng sẽ thay đổi tùy theo đội mà họ tham gia ví dụ như sau khi gia nhập một đội đặc biệt nào đó họ sẽ được phát lại một chiếc áo choàng có màu sắc của đội đặc biệt đó áo choàng của người canh gác bình thường có màu đỏ sẫm vì màu đỏ sẫm có thể che dấu vết máu áo choàng của đội giả diện có màu xám áo choàng của đội phượng hoàng có màu vàng kim nhưng chỉ có huy hiệu là không thể thay thế không thể cấp lại không thể thay đổi đối với mỗi người canh gác nó đều là duy nhất đây là mạng sống của người canh gác nó có thể giúp người canh gác không có cấm khư kích hoạt cấm khư trong thời gian ngắn có thể giúp người có cấm khư nâng cao một cảnh giới lớn trong thời gian ngắn ngay cả khi điều này khiến họ phải trả giá bằng mạng sống đây là vốn liếng để mỗi người canh gác liều mạng đây là tôn nghiêm cuối cùng của họ trong tuyệt cảnh và là tín ngưỡng giống như bốn lời thề ở mặt sau của nó, rõ ràng là Hồng Giáo Quan đang thực hiện tín ngưỡng của mình thì bị gián đoạn, thất dạ, cậu, Hồng Giáo Quan ngây người nhìn Lâm Thất Dạ, dù có chết ông ta cũng không ngờ rằng khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của mình lại bị gián đoạn theo cách này, Lâm Thất Dạ bước đến trước mặt ba người, đối mặt với quả cầu lửa kinh hoàng đang chuẩn bị phát nổ, bình tĩnh nói, "Tiếp theo, giao cho tôi hắn." Từ từ nhắm mắt lại, một luồng khí tức bí ẩn tỏa ra từ trong cơ thể hắn, môi hắn hơi hé mở, chịu đựng linh hồn của nữ thần đêm tối từ bệnh viện xuyên qua sương mù tinh thần dáng trần mỉm cười nhìn lâm thất dạ nhắm mắt từng bước tiến lên và trồng lên bóng dáng của hắn trong cơ thể lâm thất dạ trên thần cách thuộc về đêm tối mang theo linh hồn của một vị thần thực xu mái tóc ngắn đen sạch sẽ mọc lên với tốc độ kinh người chỉ trong chớp mắt đã biến thành một mái tóc dài đen nhánh tùy ý buông xuống ngang eo làn da mịn màng có thể nhìn thấy bằng mắt thường làn da vốn hơi đen vì luyện tập trở nên trắng trẻo và mịn màng hàng mi dài khẽ rung hắn từ từ mở mắt đôi mắt sáng ngời như sao trời sâu thảm và bí ẩn một luồng khí tức vô cùng cường đại bùng phát từ người hắn uy áp của thần minh thực sự giáng trần chỉ cần nhìn hắn một cái người ta đã nảy sinh ý định cúi đầu bái lại bách lý phì phì và những người khác tận mắt chứng kiến cảnh này đồng thời há hốc mồm sự kinh ngạc trong mắt không thể tăng thêm được nữa đây là lâm thất dạ đúng vậy lâm thất dạ lâm thất dạ mở mắt ra vì vậy trời tối rồi dung nham sôi sục qua cầu lửa tụ lại Ánh sáng và màu đỏ rực khắp hang động biến mất ngay lập tức, mọi ánh sáng như thể bị ai đó bóp tắt một cách thô bạo, đột ngột tắt ngúm. Dung nham vẫn còn đó, quả cầu lửa vẫn còn đó, chỉ là ánh sáng không còn nữa. Bóng tối trở thành chủ đạo của thế giới này, và trong thế giới bóng tối, chỉ còn lại một nhân vật chính, mái tóc dài đen hơi bồng bềnh, hắn mặc chiếc áo khoác quân đội màu đen, vạt áo tung bay trong gió mạnh, như hòa làm một với màn đêm. Tay hắn đặt trên chuôi dao ở thắt lưng, đôi mắt sáng như sao trong bóng tối đang bình tĩnh nhìn con rồng đất trên đầu giống như một bức tranh vĩnh cửu trong thế giới đen kịt quả cầu lửa bị tước mất ánh sáng đã chuyển sang màu nâu xám con rồng đất dường như cũng nhận ra có điều không ổn không tiếp tục tích tụ sức mạnh nữa mà gầm lên một tiếng bắn thẳng quả cầu lửa khổng lồ trước mặt ra ngoài quả cầu lửa to bằng một tòa nhà giống như một thiên thạch sắp rơi xuống trái đất cuốn theo năng lượng khủng khiếp lao xuống với tốc độ cực nhanh như thể diệt thế trên bầu trời quả cầu lửa màu nâu xám phóng to nhanh chóng đôi mắt của lâm thất dạ bình tĩnh như nước đang, một tiếng động nhẹ vang lên, dưới chiếc áo khoác quân đội màu đen, một thanh đao thẳng tắp tỏa ra ánh sáng xanh lam được rút ra khỏi vỏ, một vết chém như tia chớp chém ngang quả cầu lửa, quả cầu lửa ngay lập tức dừng lại giữa không trung, một sợi tơ đen xuất hiện trên bề mặt quả cầu lửa, bóng tối vô tận trào ra từ giữa sợi tơ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quả cầu lửa, vì vậy, quả cầu lửa đủ sức hủy diệt toàn bộ dãy núi Thương Nam, giống như một bong bóng bị thổi ra, trong nháy mắt tan biến trong bóng tối hư vô đòn tấn công hủy diệt mà con rồng đất tích tụ sức mạnh để tung ra cứ như vậy tan biến một cách trẻ con dưới lưỡi dao của lâm thất dạ nơi này quá nhỏ chúng ta đổi chỗ khác lâm thất dạ bình tĩnh lên tiếng giọng nói của hắn không giống như bình thường trung tính hơn nhưng trong lời nói lại bộc lộ một sự uy nghiêm khó hiểu nói xong hắn nhẹ nhàng giơ tay trái lên chỉ về phía lớp đá trên đầu ngay sau đó một tia sáng đen bắn ra từ đầu ngón tay hắn trong nháy mắt xuyên thùng lớp đá dày gần 2 km những tảng đá ở giữa trực tiếp biến mất không còn dấu vết chỉ còn lại một đường hầm tròn khổng lồ đường hầm xuyên qua lớp đá này kéo dài lên trên như thể vô tận nhìn thoáng qua căn bản không thấy điểm cuối đây là sự xâm lấn của bóng tối bao phủ thần khư trong phạm vi 2 km xung quanh trong nháy mắt xé toạc lớp đất dày trực tiếp đục một đường hầm từ lòng đất lên mặt đất thân hình lâm thất dạ lóe lên trực tiếp biến thành một tia sáng đen bay đến giữa không trung bên dưới con rồng đất một lòng bàn tay áp vào bề mặt vẩy rồng của nó ngay sau đó một người một rồng cùng biến mất một kích xuyên thủng lớp đá chính là để thông với bầu trời bên ngoài chỉ khi ở trong phạm vi bao phủ của màn đêm hắn mới có thể sử dụng nhấp nháy bóng đêm còn rồng đất rất mạnh nhưng chỉ mạnh khi ở dưới lòng đất chỉ cần chuyển chiến trường thì sức chiến đấu của đối phương sẽ giảm đi rất nhiều tất nhiên lâm thất dạ làm như vậy không chỉ để mang con rồng đất đi hắn còn có mục đích quan trọng hơn hắn đã đục một đường hầm trở về mặt đất bách lý phỉ phỉ kinh hô chúng ta có thể đi theo đường hầm này trở về Hồng giáo quan nheo mắt nhìn đường hầm gần như thẳng đứng trên đầu, nhìn về phía hai người, các người biết bay không, giao cho tôi, bách lý phỉ phỉ vỗ ngực, giao quang trước ngực tụ lại thành một bóng kiếm lớn màu vàng, lơ lửng trước mặt ba người, ba người bước lên bóng kiếm, bay về phía đường hầm phía trên, tôi chưa từng chở ba người bao giờ, có vẻ hơi nặng, bóng kiếm màu vàng dưới chân bách lý phỉ phỉ từ từ bay lên, lắc lư, tốc độ không nhanh hơn thang máy là bao, có chức ngượng ngùng nói. Tôi có thể chạy thẳng lên nhưng như vậy chắc chắn tôi sẽ tách khỏi các người vào thời điểm quan trọng như thế này. Tốt nhất là không nên tách ra, dù sao thì vẫn còn một kẻ địch không biết đang ẩn núp ở đâu. Hồng giáo quan quay đầu nhìn lại hang động đang dần xa, con mày nói, dưới màn đêm, trên tầng mây, hai bóng người đột ngột xuất hiện trên bầu trời, con rồng đất vỗ cánh, những đường vân lửa đỏ trên người sáng lên, nó nhìn chằm chằm vào trước mặt, trong đôi mắt đầy vẻ kiên rè, đối diện với nó, lâm thất dạ mặc một chiếc áo khoác quân đội màu đen lơ lửng trên không trung lưỡi dao thẳng trong tay phản chiếu rõ ràng ánh trăng từng con quạ đen bay quanh hắn kỳ lạ và bí ẩn bây giờ là sân nhà của tôi rồi lâm thất dạ bình tĩnh nói những đám mây đen dày đặc như thể chia cắt thiên địa thành hai tầng bên dưới đám mây trời đất tối tăm mưa như chút nước là những ngọn núi lầy lội những ngôi làng đổ nát những người lính cứu hộ trong mưa và thành phố xa hoa lộng lẫy trên đám mây ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống những đám mây đen kịt trên bầu trời tĩnh lặng chỉ có một vầng trăng sáng soi vạn vật như chốn tiên cảnh thoát tục như một thế giới khác thoát khỏi phàm trần, niềm vui nỗi buồn của thế gian dường như chẳng liên quan gì đến nơi này, nhưng lúc này, trong thế giới này, vẫn còn một người và một con rồng đối đầu nhau, gào gào gào. Tiếng rồng gầm vang vọng dưới bầu trời, một cột lửa chói mắt bùng nổ trong không khí, bắn thẳng vào vị trí của Lâm Thất Dạ, thân hình Lâm Thất Dạ lóe lên, ngay sau đó xuất hiện ngay phía trên con rồng đất, chiếc áo khoác quân đội màu đen tung bay, tay cầm dao thẳng, chém về phía lưng con rồng đất, rời khỏi mặt đất sức mạnh của ngươi quả nhiên giảm đi rất nhiều lâm thất dạ khẽ nói hắn chuyển chiến trường lên không trung ngoài việc tránh cho dư chấn của trận chiến cuốn hồng giáo quan và những người khác vào còn có một lý do quan trọng sức mạnh của nó trên mặt đất quá mạnh lâm thất dạ hiện tại tuy mang trong mình linh hồn của nữ thần đêm tối nhưng không có nghĩa là hắn có được sức mạnh cấp thần dưới sự hạn chế của cảnh giới bản thân hắn có thể phát huy được sức mạnh của nữ thần đêm tối chưa tới một phần trăm tuy không biết cảnh giới cụ thể của bản thân hiện tại nhưng lâm thất dạ ước tính hắn là ở đỉnh cảnh giới hải hoặc mới bước vào cảnh giới vô lượng nói một cách nào đó hắn và con rồng đất đang ở cùng cảnh giới tất nhiên lâm thất dạ mang trong mình linh hồn của thần minh hiện tại mạnh hơn cái gọi là cùng cảnh giới rất nhiều nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể coi thường đối thủ để con rồng đất rời khỏi mặt đất đến sân nhà của mình đây mới là chiến thuật tốt nhất dưới màn đêm thân hình lâm thất dạ như bóng ma xuất hiện trên lưng con rồng đất con dao thẳng trong tay đâm mạnh vào lưng con rồng đất một vệt đen tối ngay lập tức lấy vết thương làm tâm nhanh chóng lan ra xung quanh cơn đau dữ dội khiến con rồng đất gào lên đuôi rồng vung vẩy đánh mạnh vào lưng mình nhưng thân hình lâm thất dạ đã biến mất không còn dấu vết đồng thời nó có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể có một luồng sức mạnh băng giá đang không ngừng ăn mòn cơ thể nó tối ám ăn mòn dưới sự ăn mòn của vệt đen tối này một phần ba đường vẫn lửa trên người nó nhanh chóng tối đi trên bầu trời lâm thất dạ lạnh lùng nhìn xuống con rồng đất đang đau đớn bàn tay trái mở ra chậm rãi ngâm nga đêm chủ phán xét Chiếc áo khoác quân đội màu đen như hòa làm một với bầu trời đen kịt, ngay sau đó hàng chục chiếc gai khổng lồ màu đen từ trên trời xuyên xuống, như tia chớp đâm thủng thân rồng, cánh rồng, thân rồng, vốt rồng, xương sống rồng. Dưới những chiếc gai đen trên bầu trời này, thân hình của con rồng đất bị khóa chặt trên không trung, giống như một tội nhân bị đóng đinh trên cây thánh giá, chờ đợi sự phán xét của Chúa tể bóng đêm. Con rồng đất vùng vẫy, dãy ruộng, máu tươi chảy ra từ vết thương nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích. Lâm Thất Dạ bước trên màn đêm, chậm rãi đi đến đỉnh đầu con rồng đất, một lần nữa lên tiếng, ngàn sao rơi, trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh đột nhiên sáng rực, hàng nghìn vệt sao băng xé ngang bầu trời đen kịt, cọ sát với bầu khí quyển tạo ra những ngọn lửa chói mắt, kéo theo những đuôi lửa dài và sáng rực rơi xuống trần gian, giống như một trận mưa sao băng rung chuyển lòng người. Tất nhiên, đây chỉ là hình ảnh ảo của các vì sao, chứ không phải sao thật nhưng lâm thất dạ có thể cảm nhận rõ ràng, khả năng này vốn triệu hồi những vì sao thật, nói cách khác. Nếu là nữ thần bóng đêm thời kỳ đỉnh cao, thực sự có thể kéo thiên thạch trong vũ trụ rơi xuống mặt đất, đó mới thực sự là sức mạnh thuộc về thần, mặc dù chỉ là sao băng ảo nhưng cũng đủ để đối phó với con rồng đất. Những ngôi sao băng rực cháy mang theo sức mạnh khủng khiếp giáng xuống con rồng đất, sóng xung kích nổ tung với hình dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những mảnh vỡ của các vì sao và ngọn lửa gào thét vỡ tan trong không trung, ánh lửa hoàn toàn bao trùm thân hình con rồng đất, không khí cũng vì thế mà rung chuyển. Lâm Thất giả đứng lặng trong không trung, cúi đầu nhìn xuống cảnh tượng này đôi mắt hiện lên uy nghiêm vô thượng đợi đến khi ánh lửa và các vì sao tan đi những chiếc cây đen khổng lồ trên bầu trời vốn giam giữ cơ thể con rồng đất đã biến mất còn con rồng đất cũng đã máu thịt mơ hồ đôi cánh tàn tạ không thể nâng đỡ nó bay trên không trung thân thể vỡ vụn không ngừng rỉ máu và thịt vụn đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm và lâm thất dạ như thể nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng con rồng đất hấp hối rơi xuống đám mây chớp giật trở về mặt đất mưa như chút nước rơi xuống mặt đất mưa rơi trên thân thể đầy thương tích của nó ánh mắt nó nhìn xuống mặt đất đang dần đến gần trong mắt lại lóe lên một tiếng hy vọng kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người